Gió thổi về Nam, sông dài xuôi gió về Nam. Tâm tâm tâm, vô chị hai. Gió thổi về Nam, sông dài xuôi gió về Nam. Đò lớn phía Bắc mà ghé đôi con nước ngâm ngâm. Đúng rồi ạ. Đôi tay chèo. Chị ơi, chữ đó rung nhưng mà ngắn thôi chị, nếu không là nó bị trễ nhịp á. Đôi tay chị chèo, đôi tay chèo, chơi chay sần năm tháng gian lao. Tâm 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 tâm, đôi tay chèo chị. Đôi tay chèo, chơi chay sần năm tháng gian lao. Đúng rồi ạ. Mồ hôi ướt áo, hay ba. Để chị lại được không? Chị lại nha. Đôi tay chèo, chưa chay sừng năm tháng dân. Mồ hôi ướt áo, chèo máu im chờ. Đúng rồi, một kiểu là chèo máu mới kịp chờ chiều thì là bình thường, còn nếu mà muốn luyến lên thì là chèo máu mới kịp chờ chiều. Có hai cách cho chị lựa chọn nha. Mồ hôi ướt áo gì nói đi. Hai ba. Mồ hôi ướt áo, chèo máu mới kịp chờ. Đúng rồi. Nếu mà khi mà thì có nhà dài quá. Đã. Có thấy dài quá. Thì em nói khúc đó nếu mà có nhạc là chị sẽ phải luyến gọn lại, không nó bị trễ nhịp. Đó. Ví dụ nha. Mồ hôi ướt áo, chèo máu mới kịp chờ chiều. Gọn lại chị. Hai. Mồ hôi ướt áo, chèo máu mới kịp chờ. Đúng rồi chị, đó là một kiểu. Thứ hai, kiểu một thì có thể là luyến bình thường là chờ mới kịp chờ chiều là bình thường thôi ha. Đó, có hai cách cho mình chọn. Mồ hôi ướt áo, chèo mau mới kịp chờ chiều. Rồi, đoạn hai luôn, nắng ngả. Nắng ngả chiều tây, chim chiều theo nắng về tây. Mình lớn phía Bắc mà mỏi hơi ra bến nhau nhau. Thương nhau nhiều nhưng sông trần nó đối chân. Nó đối chung nhau đúng không chị? Bên chị là chung nhau đúng không ạ? Bên chị lời là cái gì chị? Thương nhau. À đúng rồi, chị ca lại đi. Thương nhau, thương nhiều, chứ phong trần nó đối chung nhau. Tiếp luôn chị. Nhìn con nước mà ước mơ tươi đẹp. Đúng rồi chị. Rồi, khi mà chị nhớ là có nhạc chị phải cân đối cái nhịp giùm em nha. Rồi, vô được khúc luôn chị. Dòng sông đông hay đông dòng đời. Đúng rồi, tiếp luôn ạ. Mà nước suối cùng ta nắng tháng. Rồi, từ từ, chữ tháng lấy lại giùm em nha. Chữ tháng chưa được. Mà nước suối cùng ta năm tháng. Mà dòng sông hay đông dòng đời. Mà ngược xuôi cùng ta năm tháng. Tháng. Mà ngược xuôi cùng ta năm tháng.
Đúng rồi chị, có nghĩa là cái lúc nãy là chị lên thì chị lấy được, nhưng mà cái ở giữa chữ tháng nó phải lấy, nhưng mà bỏ nhỏ cái giọng của mình xuống. Cùng ta năm tháng tháng đó. Dạ. Lý gọn lên chị, rồi cũng hì bay, rồi cũng hì bay đó, chim có bay xa. Hai ba đúng rồi, mà đời ta. À đây cũng vậy luôn chị nè. À, trời bèo mây tan tác tác. Đúng rồi ạ. Vậy là cái rồi vậy là cái chữ tác và chữ tháng là phía sau nó lấy nó phải thành âm ơ chị ha, mèo mây tan tác âm ơ đó, vô chị. Đúng rồi chị, đêm vắng trên sông, đêm hả thầy? đêm chị. Đúng rồi ạ. Tiếp luôn ạ. Từng tiếng anh thở dài, thở dài cũng được luôn, nhưng mà như vậy thì nó hơi nghiêng về chữ thơ dài, ở đây là thở dài nhưng mà chữ ca vậy à. Từng tiếng anh thơ thơ dài, nó hơi thành chữ, nó cảm giác nó hơi nghiêng về chữ thơ thơ dài, còn đây là thở dài thì luyến từ dưới thấp lên là từng tiếng anh thở dài, từng tiếng anh thở dài đó, mình sẽ luyến nhẹ theo kiểu khác để nó nghiêng về chữ thở hơn là chữ thơ chị nha. Nghe nhói trong tim từng tiếng anh thở dài. Hai ba đúng rồi đúng không chị, đó tức là cái này là mình sẽ chọn cái cách luyến cho nó phù hợp với cái ca từ luôn chị nha, nhưng mà đừng có đi lệch cái hòa âm của nó là được thôi. Rồi bến cũ đò xưa, lặp lại đoạn. Dạ đúng chị đó. Nghe nhói trong tim từng tiếng anh thở dài, bài này luyến rất là nhiều. Từng tiếng anh thở, một hai ba hai một, thở dài đó, được không chị? Đúng, chính xác chị. Rồi nãy với chị bị hơi hơi tục xíu, chị lại đô thứ giùm em nha. Rồi. Mà đời ta. Đây 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 đây, lên lại giùm em chị đô thứ chị. Mà đời ta. Hai ba. Nó đã thành suy, thành 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 tục mất miếng miếng nhỏ nhỏ rồi. Mà đời ta tầm ta thăm.